Herzlich willkommen zu einem neuen video von mir. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau nói về một trong những chủ đề rất là quan trọng đối với việc học tiếng Đức hay là việc học ngoại ngữ nói chung. Đó chính là việc làm thế nào để lựa chọn cho mình được những cái từ điển có thể hỗ trợ cho bạn tốt nhất trong quá trình học. Nếu như các bạn là người mới bắt đầu học tiếng Đức thì video này sẽ giúp cho các bạn có một định hướng cần thiết. Còn nếu như các bạn đã học tiếng Đức được một thời gian rồi thì chắc hẳn rằng các bạn cũng đã có cho riêng mình những cái từ điển quen thuộc. Tuy nhiên, ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của mình với từng loại từ điển và những cái từ điển mà mình hay sử dụng để giúp cho các bạn có thêm sự tham khảo. Klingut, tài phán viện. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Hello, để giúp cho các bạn nhìn rõ hơn thì tạm thời mình sẽ ngồi sau camera nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta cùng bắt đầu với từ điển giấy nhé. So, đây là quyển từ điển tiếng Đức đầu tiên của mình. Mình đã mua nó được đúng 10 năm rồi, nên trông nó khá là cũ. Mình mang quyển từ điển này từ Việt Nam sang nhưng mà cũng hầu như là không bao giờ dùng đến nó cả. May ra chỉ là hồi học dự bị thì có dùng một chút thôi. Các bạn có thể nhìn thấy đó là quyển từ điển này là của nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa. Và nó có hơn 70.000 từ và thành ngữ và ví dụ. Tất nhiên là với số lượng từ như thế này thì cũng không thể đòi hỏi một cái lượng từ phong phú được. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì khi mà các bạn học ở trình độ căn bản từ A1 đến B1 thì dùng từ điển này khá là ok rồi. Điểm mạnh nữa là nó nhỏ gọn và có thể mang theo đến lớp được. Và nó cũng rất dễ là dùng, dễ tra nữa. Chúng ta hãy cùng xem ở bên trong nhé. Quyển từ điển giấy thứ hai mà mình có là quyển từ điển Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch und Fremdsprache. Đây là quyển từ điển mình được tặng khi giành giải nhất trong một cuộc thi viết của viện Goethe. Quyển này thì có khoảng 66.000 từ và thành ngữ. Tuy nhiên nó là từ điển Đức nên sẽ dành cho những bạn ở trình độ cao hơn từ B1 trở lên. Và mình sẽ chỉ cho các bạn thấy một số những điểm hữu ích của quyển từ điển này nhé. So, các bạn hãy nhìn vào từ Bewegung. Ở bên cạnh từ đó là đi, có nghĩa là mạo từ, cho biết đây là danh từ giống cái. Số nhiều của chúng ta sẽ thêm đuôi an, sẽ thành bv của người. Và các bạn thấy là chúng ta có một cái dấu gạch dưới ở dưới chữ e, có nghĩa là âm e này là nguyên âm dài. Và khi mà đọc chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào âm này, nó sẽ thành là Bewegung. Bewegung. Những từ in đậm ở đây là những từ có thể ghép với cả danh từ Bewegung để tạo ra một danh từ mới. Ví dụ như là Arm Bewegung, có nghĩa là chuyển động của tay, hay là Körper Bewegung, có nghĩa là chuyển động của thân thể. Ngoài ra thì cũng có những cấu trúc câu mà khi đi với nhau nó sẽ tạo ra nghĩa khác hẳn nghĩa gốc của danh từ Bewegung, như là các bạn có thể nhìn ở trên dưới đây. Einiges in Bewegung setzen là cố gắng sử dụng nhiều phương tiện để đạt được mục tiêu mặc dù có trở ngại. Và khi mà học ở những cái trình độ cao hơn thì việc nắm được những cái cấu trúc câu như thế này sẽ giúp cho các bạn có thể diễn đạt một cách hay và tự nhiên hơn. Còn đối với động từ thì ngoài nghĩa của nó ra mình cũng cần biết cách sử dụng nó trong câu. Nhiều động từ thì cần bổ ngữ ở dạng dative hay là accusative hay là đi kèm với cả giới từ prepositional. Ví dụ như chúng ta có động từ ở đây là absprechen. Dấu chấm ở dưới chữ A có nghĩa là âm A là nguyên âm ngắn và chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào âm này. Absprechen. Absprechen. Cấu trúc sử dụng của động từ này sẽ là etwas mit jemandem absprechen, có nghĩa là thống nhất cái gì đó với ai. Các bạn nhìn thấy chữ mit jemandem ở đây đặt trong ngoặc kép, có nghĩa đó là bổ ngữ không bắt buộc, có thể dùng hoặc không dùng.
Ngoài ra cũng có ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Đó là einen Zeitplan mit einem Kollegen absprechen. Thỏa thuận kế hoạch thời gian với cả một đồng nghiệp. Mình khuyên các bạn khi học một từ bất kể là danh từ, động từ hay tính từ thì luôn học nó kèm theo ví dụ. Như thế thì các bạn mới có thể nhớ được cách sử dụng nó. Nếu không thì chỉ biết nghĩa thôi, các bạn sẽ rất là nhanh quên và đôi khi là không ứng dụng được nó trong câu, đặc biệt là khi nói. Ở Việt Nam thì các bạn cũng rất là dễ dàng để tìm mua những cái quyển từ điển như thế này ở các hiệu sách, ví dụ như là ở Tràng Tiền chẳng hạn. Tuy nhiên đó cũng không phải là sự lựa chọn duy nhất. Để tiết kiệm hơn thì các bạn cũng có thể tận dụng công nghệ bằng cách sử dụng những từ điển online. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng với mình xem một vài những cái từ điển online mà mình thường hay sử dụng nhé. Một trong những từ điển yêu thích của mình đó là từ điển de.thefreedictionary.com. Từ điển này theo mình thấy thì cũng không kém đầy đủ như là từ điển giấy đâu các bạn ạ, mà lại có cả thêm phần phát âm nữa. Ngoài ra thì ở nhiều từ còn có phần nghĩa tiếng Việt nữa, rất là hay đúng không? Ví dụ như là mình sẽ cho các bạn xem từ Vatsa. Chúng ta sẽ xem là ok. Rồi các bạn có thể thấy ở đây từ Vatsa. Và nếu các bạn ấn vào cái biểu tượng loa này thì sẽ có phát âm cái từ này cho chúng ta. Vatsa. Ok. Vatsa. Yeah. À rồi, cũng như là ở trong từ điển giấy thì chúng ta cũng sẽ có ở đây là cách nhấn trọng âm của từ này, rồi giống của danh từ, dạng số nhiều của nó vân vân, và cũng có rất là nhiều những cái ví dụ nữa. Và như là mình mới phát hiện ra thì là có một điều rất hay, đó là ở một vài từ thì các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ có thấy có phần übersetzt xuống sang tiếng Việt. Wow. Đó. À rồi, thực ra thì còn rất là nhiều cái từ tiếng khác nữa. Và các bạn thấy ở đây là nếu như là tiếng Việt chúng ta sẽ có là nghĩa của nó Wasser, có nghĩa là nước. Và xong rồi có rất là nhiều những cái ví dụ, cái câu ví dụ và cái phần dịch nghĩa của nó ra đây nữa. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi chúng ta sẽ sang từ điển thứ hai. Từ điển thứ hai này là từ điển mà mình cũng rất là thích và cũng rất là hay sử dụng. Đây là từ điển và để tra Anh Đức và Đức Anh. Có nhiều từ hay là cấu trúc câu mình tra Đức Anh thì sẽ dễ hình dung hơn. Ngoài ra thì ở đây cũng có phần phát âm và có hình miêu tả cho các bạn nữa. Giờ mình sẽ lấy ví dụ tra một từ Apfel. Rồi các bạn thấy ở đây ngay bên góc bên phải trên cùng này, các bạn sẽ thấy là cái hình của nó nhá. Nó là một quả táo Apfel, thì các bạn sẽ dễ dàng hình dung được hơn. Ok. Và ở phần bên này đó là từ tiếng Đức. Và các bạn thấy chữ M ở đây nó là viết tắt của masculine, có nghĩa là giống đực. Đây là danh từ giống đực. Và các bạn sẽ ấn một phát, muốn nghe là muốn biết được là nó phát âm như thế nào thì bạn có thể ấn vào đây, vào cái loa này. Apfel. Apfel. Đó. Rồi mình thấy đây là một cái điển cũng rất là hay. Đối với từ điển Đức Việt Việt Đức thì có thể là đa số các bạn đều biết tới từ điển Longdeutsch rồi đúng không? Đây là một từ điển mà các bạn cũng mình thấy cũng rất là hay. Tuy nhiên là theo cái đánh giá riêng của mình thì mình thấy là ở đây thì cũng khá là hạn chế về số lượng từ. Tuy nhiên là mình cũng sẽ có thêm hai cái từ điển khác nữa và mình mới tìm thấy được và mình nghĩ rằng cũng sẽ rất là hữu ích cho các bạn. Đó chính là từ điển này. Mình không biết là nó phát âm thế nào nữa, là Glossbell. Nó à rồi. Thì ở đây thì cũng mình thấy là từ điển này cũng rất là ok, bởi vì nó không chỉ cho chúng ta nghĩa của cái từ đó mà còn có cả những cái câu ví dụ nữa. Ví dụ như là mình có thể tra từ Schuller. Nó rồi các bạn có thể thấy ở đây là Schule có nghĩa là trường học. Và khi bạn kéo xuống thì các bạn thấy có thể thấy là một cái
bức tranh để miêu tả cho cái khái niệm này. Và ngoài ra thì cũng có một phần rất là hay, đó là phần câu ví dụ. Ví dụ như là ist stolz, dass nie zu spät in der Schule war. Anh ta hãnh diện chưa bao giờ đến trường muộn. À, rồi mình thấy là cái câu ví dụ này có câu bằng tiếng Đức và có câu dịch bằng tiếng Việt thì cũng sẽ rất là hay để giúp cho các bạn tham khảo. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm từ điển của trường đại học Leipzig. Từ điển này thì cũng cung cấp cho chúng ta những cái từ vựng căn bản song song nghĩa tiếng Việt và tiếng Anh. Và trước tiên thì các bạn sẽ phải lựa chọn cái ngôn ngữ. Mình sẽ chọn đây là Đức Việt. Ok. Và các bạn sẽ gõ cái từ mà mình cần tra vào đây. Ví dụ mình tra từ familiar. Các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều nghĩa khác nhau của cái danh từ familiar này. Và kèm theo nó là những cái khái niệm bằng tiếng Anh. Và cuối cùng thì mình muốn chia sẻ với các bạn một công cụ online giúp các bạn có thể kiểm tra được lỗi chính tả. Đó là một cái ứng dụng của Duden Online, một nhà xuất bản tiếng Đức lớn của Đức. Mình thì khi mà viết viết những cái đoạn văn hay là viết những cái bài nghiên cứu thì cũng thường hay sử dụng cái từ điển này để kiểm tra lỗi chính tả của mình. Bản sử dụng online miễn phí này thì chỉ giới hạn ở 800 ký tự thôi. Nếu muốn sử dụng nhiều hơn thì các bạn có thể mua và download về. Còn nếu không thì như là mình thì các bạn chỉ cần chia đoạn text mà các bạn muốn check ra thành nhiều phần rồi copy and paste nó vào đây. Bây giờ thì chúng ta hãy thử nhé. Và trước tiên thì nó sẽ có một cái đoạn text mẫu này có sẵn rồi ở trong cái ứng dụng này. Và các bạn hãy text solution, hãy xóa nó đi. Ok. Và sau đó thì các bạn hãy có thể copy and paste cái text mà các bạn muốn kiểm tra vào. Tuy nhiên thì mình sẽ có ở đây. Rồi. Der Winter in Deutschland ist sehr kalt. So, es schneit jeden Tag. Ich möchte nicht zur Schule gehen. So, các bạn thấy đây là một cái câu bình thường, no? Also, gibt es keinen Fehler drin. Và bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó sẽ có filler. Rồi, mình sẽ viết thành Winter, chữ V bình thường, và Deutschland, mình sẽ chỉnh nó không viết hoa. Rồi, và chữ S, đúng đầu câu, mình sẽ chỉnh nó không viết hoa. Ok, và chữ Schule, mình cũng sẽ chỉnh nó không viết hoa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một số những cái filler trong cái đoạn mấy cái câu rất là ngắn này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng check xem nhé. Rồi các bạn sẽ ấn vào chữ Text Korrigieren. Rồi đây là kết quả mà chúng ta sẽ nhận được. Đó. Các bạn thấy là ở trong mấy cái câu này chúng ta sẽ nhìn thấy có những cái từ mà mình đã chỉnh sửa và nó đã bị, ở đây nó bị gạch chân và tô đỏ. Bởi vì nó là những cái từ mà có vấn đề. Gibt's Fehler drin. Ví dụ như các bạn ấn vào từ Winter thì các bạn sẽ thấy hiện ra là Falls es sich bei diesem Wort ein Substantiv oder einen eigenen Namen handelt, muss es groß geschrieben werden. Ne? Also nó có nghĩa là trường hợp mà cái từ này nó là một cái danh từ hay là một cái tên riêng thì nó sẽ phải viết hoa. Ne? Thì đây các bạn, ở dưới các bạn sẽ thấy có gợi ý của nó sẽ là viết hoa cho mình. Ấn vào đây, Winter. Rồi các bạn sẽ thấy là the Winter thành viết hoa và nó mới là chính xác. Hay là ví dụ như là chữ Deutschland thì cũng tương tự như vậy. Và các bạn có thể thấy là nó là một cái filler và các bạn hãy sửa lại nó. Das waren mal ein paar Tipps von mir. Ich würde sagen, probiert sie einfach aus und wählt für euch die passende Wörterbücher aus. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wünsche euch viel Spaß beim Deutschlernen. Bis bald!